Chào mừng em đã quay trở lại với Toco Camera. Và trên tay mình đây sẽ là chiếc DJI Mini, một chiếc gimbal mới ra của nhà DJI. Vậy liệu một ngoại hình mini có mang lại một hiệu năng mini hay không? Hãy cùng mình đón chờ xem nhé. Let's get it. Và chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông số kỹ thuật của chiếc DJI Mini nhé. Và là thuộc dòng mini nên chiếc DJI Mini nặng chưa tới 800g. Với một ngoại hình nhỏ gọn trên chiếc DJI Mini cũng như là trọng lượng nặng chưa tới 800g sẽ cực kỳ phù hợp cho tất cả anh em trong việc di chuyển và băng vác. Có thuật toán ổn định thế hệ thứ 3 là chiếc DJI 3 đó các bạn. Và với việc kế thừa thuật toán chống rung thế hệ thứ 3 của nhà DJI thì chiếc DJI Mini này có khả năng chống rung cực kỳ mượt mà anh em nhé. Tải trọng tối đa tận được 2 cân và có thể hỗ trợ qua trục dọc tự nhiên. Và với trọng tải tới lên đến 2 cân của chiếc DJI Mini thì anh em có thể thoải mái cân một số combo như tôi đang có ở đây là chiếc A6300 cùng với len 18105, hoặc là một combo nặng hơn như là chiếc A74 cộng với len 2470GM. Và chiếc DJI Mini này khác so với những gimbal bình thường là nhà sản xuất DJI đã tặng cho anh em một chiếc mao dọc để anh em có thể chuyển mốt từ quay ngang sang quay dọc một cách cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi. Rất phù hợp cho anh em content creator trên các nền tảng mạng xã hội dọc như là TikTok, Instagram hay là Facebook Reel. Ngoài ra chúng ta vẫn có một chiếc màn hình cảm ứng đủ màu được kế thừa trên chiếc DJI 3 và chiếc DJI 3 Pro với kích thước lên đến 1.4 inch. Cùng với viên pin có khả năng sử dụng lên đến 10 tiếng, giúp anh em có thể quay chụp thoải mái trong cả ngày. Với việc vẫn trang bị cho mình một màn hình cảm ứng lên tới 1.4 inch trên chiếc DJI 3 Mini, thì giúp anh em có thể có tất cả những chức năng mình cần có trong lúc quay. Vậy thì chiếc DJI 3 Mini sẽ phù hợp cho ai nhỉ? Thì theo tôi thấy với một ngoại hình nhỏ gọn như thế này, cũng như là một hiệu năng không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào, thì chiếc DJI 3 Mini này sẽ phù hợp cho tất cả những anh em từ nghiệp dư đến những anh em chuyên nghiệp, và đặc biệt là những anh em vlogger, tiktoker mà muốn có khả năng quay dọc cũng như là cải thiện chất lượng video của mình. Và trên đây là bài đánh giá nhanh về chiếc DJI 3 Mini, chiếc gimbal mới ra của nhà DJI. Vậy liệu anh em nghĩ gì? Hãy comment xuống dưới cho chúng mình biết nhé. Hãy like, share, subscribe và đón chờ những video sau về chiếc DJI 3 Mini nhé.